gì? What? The theater có gì? Nó có famous people. A famous people. Oh yeah. Phố này sống về đêm ha. Hôm sáng sớm mình đi không có nhiều người. Ai muốn buy the vest này vô. Cho mướn xe là đó. Cho mướn 49 đồng. Single. Bắt đầu là 49 đồng. Nó có thì thôi chứ mướn chắc. Shop nè đó. Vô mua đồng phục nè. Bà kia ngồi gác cửa kìa. Hả? Đâu? Ồ, này đẹp nè. Em ơi, vô em mua anh bộ này coi về mặt. ghê quá hả? Dây đã không? Ừ, như tiệm của đóng cửa hả? Dài à. Bên phía này nó bán nhiều mấy áo đồng phục đều hả? Đó, ai muốn làm vua nè, đó cái áo này đẹp nè, muốn làm vua. Ô, hồi này mới hút cần vậy. À, trong đây nhiều đồng phục quá nè. Bên kia là những cái xe đi tour. Chở lên núi và hai chục, nó nói 20 đồng một người hả? Không muốn đi leo lên vậy đi vòng vòng lỡ phố. Gì?
Đập xanh này hả? Đây hả? Vô mua đi. Vô mua. Giống như bánh tét vậy phải không? Hả? Bánh tét thì nhìn mới hấp dẫn á. Hả? Ừ. Ồ, tóc nè. Ồ. Nói chuyện nhau mà. Cái video nghe cái giọng á thanh dễ sợ. This matter, two options, heaven or hell, neutral you cannot be. Jesus clearly stated the two options in John 3:36. He that believeth on the Son hath everlasting life. He that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth in him. Chừng mấy em Mickey Bao hay là người khác không nha. Chụp mình nó tốn tiền á. Đi đây chỉ biết mỏi. Tao muốn Ferrari luôn. Đi cháu. Ok, đi mày. Chạy chỗ hết luôn. Một chiếc đẹp ta. Một chiếc gì? Đẹp quá hả? Một xe này là 149 đồng. Lái vòng 149 đồng. Dạ cái gì? Ở bên đây nè. Qua đây hả con? Ở qua đây chơi chi đầu bên đây nè. Anh này làm gì cái cây à? Ricky Martin. Trái tim ở bên đây nè con.
cuando nosotros cosimos a ver, ya había dicho que no podía. Về kia, chạy đi rồi. Bây giờ cái này nè. Ô, xí. Chị chạy phai vậy nè. Chắc chị chấp phong được chị chạy phai. À, chạy đi rồi. Cũng phải đứng đây chụp hình thôi. Nó chạy anh chăng, mình tự nó coi vô gì. Cái gì? Ở đây có nhiều tài tử nổi tiếng à. Trời ơi. Johnny Wu. Có những người nổi tiếng không đó. Của người tennis Kim Hyeong không hả? Không, của đủ thứ người hết. Chỗ này mới đông đúc nè, nãy kia vắng đường này đông đúc nè. À, mình đang hiện tại ở Hollywood Sign đó. Sau 15 phút tò mò đó. 15 phút lạc đường chứ. Ừ, mình đã tìm được Hollywood Sign. Nó GPS nó chỉ lộn đường không à. Nó chỉ mình vô ngõ hẻm hẻm cục không à. Đó. Mà tò mò. Ê, từ từ con. Hả? Vô. Ồ, á trời, xe đậu nè. Đó. Nó trước mặt mình là nó có bán trái cây giống Việt Nam vậy á. Đó, thấy không? Ủa, khóa cửa chưa? Chưa. Ok, để khóa. Đó, người ta bán ngay trái cây đó. Công viên này hôi mùi cước chó đó ta. Phải không? Cái mùi thính quá không? Ở đây có chó vô mà ở kia nó không cho vô. Dạ, chắc chỗ này là chó rẻ. Hôi quá. Ủa, ở đây có mấy con sóc nhỏ nhỏ chạy vòng vòng rồi Vi ha. Đó, hai anh em á. Anh em Hawaii nè. Từ đã. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.